quá xa á, chú Huy hơi xa. Anh ơi, đường chân Trà Thư. Mình đi tới Trà Thư. Đây chạy đẳng tới Trà Thư, quẹo xuống. Mà anh nhớ cái đường vô nó đâu có phải vậy đâu không anh? Để cái đường vô cũng được cái gì nè. Rồi lên lộn mới lên để chạm mới lên con nhựa. Vậy là chạy tới ngã tư quẹo đụng chứ mới chạm tới chạm được thấy đó. À dạ. Dạ. Thì đâu có hai đứa thì có chạm Trà Thư. Chị ơi cho hỏi đi gần trạm Trà Thư. Dạ lấy đường nhỏ quẹo xuống đường qua cầu nha. Không qua cầu mà qua đây. Quẹo xuống đây rồi sao nữa chị? Quẹo xuống đó là chạy thẳng chứ đụng cùng đường cái trạm đó cái chạy lên quẹo thẳng vô cây mặt. À dạ. Chạy hoài là đụng đường trạm rồi đó. Dạ dạ cảm ơn chị. Trời ơi. Cái gần trạm là xe hơi vô được. Mà khác mà cái đường này xe hơi sao vô? Ê, mấy cái đó phải mấy cây tràm không? Ừ. Đúng má. Bây giờ mình vô là vô ngay rừng tràm. Đúng kiểu vô rừng tràm là chỉ đúng cái rừng luôn. Không, cũng muốn vô khu du lịch sinh thái. Ơi chết mẹ. Là sao? Chết mẹ. Hoang mang quá. Hoang mang quá mọi người. Ê. Ơi rồi sao? Thích mẹ đi đó. Không có gì đi đâu. Không quẹo lên. Chắc đi này á. Chắc đi đường này. Thì nè, gần trạm này chú gần trạm. Trời ơi, trong lành quá. Đẹp quá đi. Xe đi xong về bảo trừ. Tụi mình đang đi đâu vậy? Đi không có đường ra luôn á. Không lối thoát. Rồi sao đây? Có khi nào mình bị lạc rồi không? Có khi nào cứ chạy gì chịu hoài luôn. Chạy nữa. Nếu mà chạy vậy thì qua tới đâu ta? Không biết. Không biết chạy tới đâu, nó chưa hết nhưng mà hết xăng á. Mà cũng không có một bóng người. Trời ơi. Có ai ở đây không? Cái con nó có bay vô mắt. Nãy gặp mấy ông đó thì hỏi mẹ rồi. Sao mẹ không hỏi? Bình thường mẹ hỏi đó mà. À, giờ mới chạy hoài đây nè. Còn sáng không? Hết rồi nè. Trời ơi. Ghê quá. Có anh ghê nào ở dưới không? Kỳ á, tôi có ai kỳ á. Em thấy không ổn rồi đó nha. Chị cũng thấy không ổn. Ừ. Em thấy có cái gì đó rồi đó. Chị cũng thấy có nhiều cái gì luôn á. Cái gì đâu mà cứ chạy hoài mà cảnh con cái một à. Có hồi nào nãy mày kêu là chạy đường này mày quyết định đó là quyết định sai lầm không? Mình đáng lẽ khi nào mà lên cầu rồi là qua bên kia không? Ê, mình chạy riết rồi coi chừng bị lạc đường đó. Lấy Google Maps nha coi đi. Tao bước quay lại đi, tao dẹp luôn đi. Ha. Thấy kỳ kỳ rồi đó. Mở coi. Trời ơi mình ở đâu luôn rồi. Ơi. Trời ơi. Chết mẹ. Chết rồi. Sai rồi. Ý. Ý mình gần tới rồi. Ý gần tới. Ok, go. Hết hồn. Tụi nó về khoảng không vô định. Cái này là nhà hàng Tháp Quan Sát. Còn bên này cầu qua rừng tràm Trà Sư. Em đóng cổng từ 5 giờ sáng. Cấm người và phương tiện ra vào khu vực rừng tràm từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng mà giờ còn thì đi đi. Trời ơi, hello mọi người, thì cuối cùng cũng đã tới rừng tràm Trà Sư.
Trời, nãy giờ đi lộn đường, đi chắc cũng xa hơn, cũng hơn 5 cây số, tưởng đâu lạc đường không à. Trời ơi, hết hồn. Ai ngờ cuối cùng cũng tới nơi, mặt mày tiều tụy hết rồi. Bây giờ đợi nhỏ bạn đi toilet xong rồi mới đi vô tiếp. Hy vọng là bữa nay có được những bức ảnh thuận lợi. Đây là bảng giá vé tham quan 100.000 người, vé dịch vụ tàu 50, xuồng chèo 50. Ủa chị, bây giờ em muốn đi xuồng á chị? Là sao chị? Xuồng chèo. Không, xuồng người ta chở. Là ý là cái này là cái tàu máy, còn cái xuồng chèo là xuồng ba lá ở trong rừng á. À, là muốn đi dịch vụ nào? Là có cái cô đó của chèo á không? À. Là bạn muốn đi cái dịch vụ đó. À. Là bây giờ là bạn phải đi, nếu không có mua vé tàu nha, mình phải đi bộ hơn 2 cây mới vô tới cái điểm xuồng chèo đó nha. Ủa mình hồi nãy sao chạy xe máy vô xong không được? Chạy xe máy vô, bạn muốn chạy vô đâu? Chạy vô cho nó gần, giờ phải đi bộ 2 cây. Không có được. Sao kỳ á? Tại vì vô cái khu vực du lịch rồi mình phải gửi sáng ngoài. Rồi xong cái phải đi bộ mấy cây số vậy đó hả? Đi bộ bằng cầu tre đó, rồi cầu tre tham quan. Là ở đây mấy giờ đóng cửa? Đây á, là nếu mà đi tàu á là trễ lắm là 5:30 nữa mới xuống, phải xuống tàu mình về đây. Còn nếu như mà bạn chọn cái đi bộ bằng cầu tre thì 6:00 bạn về tới đây vẫn được. Không, bây giờ em muốn đi xuồng để mà chụp hình á. Đi xuồng chèo. À, thì có cái cô đó cũng chèo đó. Dạ. Yeah. Mà bây giờ á, mình nghĩ vậy nè, bạn nên mua full hết dịch vụ đi. Là dịch vụ gì? 200.000 cho một người, cái vé tham quan 100.000, đi bộ bằng cầu tre, đi tàu 50.000, đi xuồng chèo 50.000. Là bây giờ á, là mình nhảy xuống tàu mình đi liền, mấy anh sẽ chở mình vô trong kia liền. Tại vì nửa tiếng nữa là trong bãi xuồng đó, người ta không nhận khách nữa. Là cặp bờ, chuyển sang xuồng chèo liền luôn, chèo cho mình một vòng ở trong đó, về điểm xuất phát. Bạn lên tháp quan sát, bạn tham quan chụp ảnh. Không, đó không có đó được không? Tháp quan sát không tốn tiền, bạn cái đó là đi thêm tham quan thêm thôi. Mà cái ghe máy này nó có chở đi lại cái mà cái bèo ở dưới á? Có nè. Vậy là này, có chở đi ngang đó đúng không? Đúng rồi. Rồi còn xuồng là chở đi đâu? Xuồng á là dẫn tham quan, nhưng mà khu vực trong 1 km ở bên trong gần á, khu vực khác của điểm tham quan. Rồi nếu như mà bạn đúng gần 5:30 mà bạn kịp á, thời gian của mình để chụp ảnh, bạn thấy là xong rồi, muốn ra điểm này chụp ảnh nữa thì bạn nhảy xuống tàu bằng về đây. Còn nếu như mà bạn thấy là muốn ở trong đó thêm một lúc nữa mà qua vượt quá 5:30 thì bạn vui lòng đi bộ bằng cầu tre hơn 2 cây số về đây. Về đây xong rồi bạn tiếp tục chụp hình ở cái khu vực này thoải mái luôn, là muốn muốn về giờ nào về. Xuống đây luôn. Ừ. Xuống đây đúng không? Đảo đảo đó. Nào anh, bên đó hả? Ủa là chị chèo cái này từ mấy giờ tới mấy giờ? 7 giờ tới 5 giờ chiều cơ. À, 7 giờ tới 5 giờ chiều. Chuyến cuối cùng. Vậy luôn hả? Ừ. À. Bây giờ chị mới hỏi sao vô trễ. À. Mấy em ở đâu tham quan đây? Ở Cá Ba Sa vậy. Ngoái hả? À, dạ. Là cái này là theo tour hay là cứ khách lại là chị chèo? Theo tour chứ. À, là thay người thay phiên. Nó dài ai nó đi. Là mỗi một ngày vậy là chị chèo bao nhiêu cái xuồng này? Chị khách nhiều thì chị chèo được 3-4 chuyến, 5-6 chuyến. Còn khách thì chị chèo 1 chuyến, 2 chuyến. À. Ở đây là quy định 1 chuyến chứ mình không có được có lương bổng gì hết. À, là ít nhiều thì mình được tiền nhiều, ít tiền ít. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đủ sống không chị?
đủ không đủ gì cũng vô đó cưng. Dạ. À, cái hầm hầm cái tháng mới gần Tết á, ế lắm. Vậy hả? Chờ Tết đi có 40.000, 50.000 đợi từ sáng tới chiều. Ờ à, vậy hả? Ừ. Ủa mà Tết nghe nó đông mà. Thì Tết đông mà tới cái tháng mới gần Tết á. Là ế. Ừ, khoảng mà vô khoảng mà còn 25 ngày nữa Tết á. Ờ. Là ế thảm. À, dạ. Là thế ế đúng tháng luôn á. Vậy hả? Tết mới có lợi. Mà cái dịp Tết mới đây nè là một ngày chị kiếm được khoảng bao nhiêu? À, 300. À. Mà nhất cái tháng 3 này lắm. Về à. Sụi bại vậy cưng ơi. À. Lên chuột chưa? Lên chuột chưa? Hoàn cảnh thì công việc thì với con còn bé thì phải mình phải gán. Dạ. Mình phải gán. Chị mấy đứa rồi? Có bé 5 tuổi rồi cưng ơi. À, có một bé thôi. Còn chồng chị làm gì? Chồng chị hả? Thì chồng cũng vô đi mới xin được cái việc đi bơi xuồng này. À. Mà chồng chạy xe đò mà cái bãi xe là nó bãi rồi. À. Bãi nó cắt cái nhà mà mua vé ngay chỗ đó. Lúc trước thì cái bãi xe ngay chỗ đó đó. Dạ. Rồi đi vòng xuống cái chỗ kiểm lâm. Dạ. Kiểm lâm mà mình mới mua mới mua vé đi qua tham quan. Dạ. Bây giờ nó cắt tại cái bãi đó, sao mai đầu tư nó cắt tại cái bãi đó. Dạ. Rồi cái bắt đầu mình không có được chạy xe ôm. Ừ. Mình thắt thốt. Ừ. Mới xin dòng xã vô. À, dạ. À. Ủa, lại dù mình từ bến đó mình qua cái bến mà kết thúc á là bà mấy phút chị? À, từ đây hả? Ờ. Cũng nửa tiếng rồi em. Là chị chèo nửa tiếng, chị chèo. Chị chèo giỏ chạy á, khoảng nửa tiếng à. Ý là chị chèo nửa tiếng hả? Ừ. À, là cứ chèo chèo về nửa tiếng không? Không, cái chèo này khoảng 20 phút à. À, 20 phút. Giỏ, cái giỏ chạy khoảng nửa tiếng. À. Chưa về hả? Anh. À, chị bên em mấy em đi tham quan vòng tròn sau đó đảo về bến, chị chúc hai em mình có chuyến tham quan vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị.